Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức Giáo Phẩm Tăng Ni, kính thưa quý khán thính giả của đài truyền hình IBC. Thưa quý vị, đây là chương trình Sống Đời Sống Phật. Và hôm nay thì chúng tôi xin được chia sẻ đến quý vị về một cái vấn đề mà có rất nhiều người muốn biết rõ. Lý do là nhiều người rất là quan tâm. Cụ thể là trong cái khóa Thọ Bát Quan Trai ở tại Chùa Diệu Pháp thì có một đạo hữu hãy còn rất trẻ và dùng có thể nói được tiếng Việt, nhưng mà đạo hữu ấy đã nói rằng là đạo hữu muốn nói bằng tiếng Anh, bởi vì tiếng Anh có thể nói nhiều hơn, có thể giỏi hơn là tiếng Việt. Thì lúc đó đạo hữu ấy mới hỏi là Đức Phật có thể cứu chúng ta được hay không? Và đạo hữu dùng chữ save. Bởi vì cứu ở đây có nhiều cái từ ngữ bằng tiếng Anh. Ví dụ như salvation hay là rescue. Cũng có thể được hiểu như là sự cứu độ. Thì chúng tôi nhớ lại khi mà chúng tôi tham dự một cái hội nghị hành pháp được tổ chức ở tại Singapore. Do Ban Hành Pháp của Liên Hữu Phật Giáo Thế Giới tổ chức. Thì có một vị diễn giả, ngài là một cái nhà học giả đang hành trì theo cái truyền thống của Nam Tông, tức là Nguyên Thủy đó. Ngài xác quyết rằng là ở trong cái truyền thống Nam Tông có cái sự cứu độ, salvation của Đức Phật, chứ không phải là như một số người nghĩ là Đức Phật không thể cứu độ. Đức Phật chỉ là một cái nhà hướng dẫn, một cái người dẫn đường, một cái người chỉ ra một con đường. Nếu mà hiểu như thế thì đó chỉ là một cái cách hiểu rất là giới hạn. Và chúng tôi cũng đồng ý với ngài về cái suy nghĩ cũng như là cái cách mà ngài diễn dịch. Bởi vì sao? Cứu ở đây có nhiều cái cách, nhiều cái phương pháp, chứ không phải chỉ có một cái phương pháp nào đó duy nhất. Cứ lấy một cái thí dụ, khi mà một gia đình nào đó có một người mà họ rất là thương bị đột quỵ, hoặc giả là mắc phải một cái chứng bệnh hiểm nghèo nào đó, thì họ thường cầu cứu với những vị bác sĩ, xin cứu con của tôi, hay là cứu cha của tôi, mẹ của tôi. Và khi vị bác sĩ
làm những cái việc mà khả năng chuyên môn của mình có thể. Thì đó được xem như là một cái việc làm cứu mạng, cứu lấy cái mạng sống của người khác. Mặc dù cái vị bác sĩ đó không thể ăn uống thay cho bệnh nhân, không thể sử dụng thuốc thay cho bệnh nhân, nhưng mà qua cái sự hướng dẫn của bác sĩ, qua cái sự chẩn mạch và ra toa cho những cái toa thuốc của bác sĩ, mà bệnh nhân có thể sử dụng cái toa đó, nghe theo lời hướng dẫn của vị bác sĩ đó mà có thể bình phục. Dĩ nhiên là có nhiều nhiều loại bác sĩ khác nhau, bác sĩ gia đình, bác sĩ về tim, về gan, về phổi, về những cái vấn đề khác, như là bác sĩ về xương, vân vân và vân vân. Thì khi mà giúp cho một cái bệnh nhân nào đó thoát khỏi cái lưới hái của tử thần, thì vị bác sĩ đó được xem như là một cái người đã cứu mạng. Thì ở đây đó, với Đức Phật thì nếu mà so sánh thì đương nhiên là cái khả năng cứu độ của Ngài rộng hơn, lớn hơn, nhiều hơn. Cứ lấy một cái thí dụ, khi có một chúng sinh nào đó cực kỳ đau khổ, với một cái sự đau khổ như thế dễ đưa dẫn đến những cái quyết định thiếu sáng suốt, chẳng hạn như tự kết liễu cái sự sống của mình vì quá đau khổ, quá tuyệt vọng. Cái Đức Phật đã cứu người đó bằng cách nói những cái bài pháp giúp cho người đó tỉnh thức, và từ một cái trạng thái tâm lý rất là đau khổ, rất là chán nản, rất là tuyệt vọng, lấy lại được cái sự tự tin, phục hồi lại cái niềm vui do tiếp nhận được những cái giáo pháp thuần thánh. Như thế đó là một cái hành động cứu mạng của Đức Phật. Cho nên nói rằng, ô, Đức Phật không có cứu ai, mình phải tự cứu lấy mình. Đức Phật không cứu ai cả, mình phải tự tu tập để mình cứu lấy. Hiểu như thế thì không phải là sai, nhưng mà chưa phải là hoàn toàn đúng. Bởi vì nếu không có những cái pháp môn, không có những cái con đường, không có những phương pháp do Đức Phật hướng dẫn, mình dựa vào đâu để mà tu tập? Nếu mình dựa vào những cái tà pháp để tu tập thì rõ ràng là không thể giải quyết bất cứ một cái khổ đau nào. Cho nên, thưa quý vị, Đức Phật đã cứu rất nhiều chúng sinh, gọi là tế độ, gọi là cứu độ, gọi là độ thoát. Hình mình phải hiểu ở một cái nghĩa rộng. Còn nếu mà chúng ta chỉ cách nghĩa, ô, Đức Phật đâu có cứu ai đâu, Ngài không có khả năng cứu ai cả, Ngài chỉ đưa ra những cái giáo pháp vậy, mình phải tự cứu chính mình bằng cách tự tu tập,
Còn Đức Phật không thể nào có thể cứu được. Nếu mà nói như thế thì không có đúng. Rõ ràng là Đức Phật đã cứu, cứu tất cả chúng sinh bằng trí tuệ, bằng lòng từ bi, bởi những cái pháp môn thùng thánh vi diệu do Ngài khai thị. Cứ lấy một cái thí dụ đi. Một cái nhà chỉ huy của một tiểu đoàn hay là trung đoàn hay là một sư đoàn, nếu mà không có những cái tin tức của những cái thám báo, cái tình báo, họ báo à, ở phía trước có một cái trở lực rất là lớn, có một cái lực lượng quân đội gấp mạnh gấp 3 lần, và họ có những cái vũ khí có thể tiêu diệt trong chốt nhoáng cả một sư đoàn hay là cả một trung đoàn, cả một tiểu đoàn, thì cái vị tư lệnh của sư đoàn hay là tiểu đoàn trưởng, trung đoàn trưởng, họ phải thay đổi cái quyết định, thay vì hướng vào cái mục tiêu đó để tiến đánh, họ phải thay đổi. Họ thay đổi. Họ không có hô xung phong, vân vân. Và họ có thể có một cái kế hoạch để rút lui hoặc là chuyển hướng. Như thế thì rõ ràng là bản thân của cái vị tư lệnh của sư đoàn đó đã cứu mạng sống của những binh sĩ dưới cái quyền chỉ huy của họ. Và những cái người mà thám báo, thám tử, tình báo đó, cũng là cái người đóng cái vai trò cứu mạng. Nếu mà họ không có thông báo những cái tin tức chính xác như thế thì cái hậu quả sẽ như thế nào? Cho nên không phải là những cái người binh lính đó tự họ có những cái quyết định hay là có những cái hành động vân vân. Còn cái vị thám tử hay là những cái vai trò của một cái vị tư lệnh của sư đoàn không có một cái ý nghĩa, không có giá trị gì. Nếu mình hiểu như thế thì e là rất rất là phiến diện. Cho nên ở đây sở dĩ mà có một số người thắc mắc là bởi vì họ cũng đã nghe một vài vị nói rằng Đức Phật không có khả năng cứu ai cả, mình phải tự cứu lấy mình. Nói như thế thì cái đó là một cái sự võ đoán mà nó tạo ra một cái nghi ngờ, một cái sự ngộ nhận rất rất là lớn, rất là lớn lao. Cho nên ở đây chúng tôi xin khẳng định là Đức Phật có khả năng cứu độ, chứ không phải là mình tới mình cầu xin Ngài rồi Ngài nói con hãy tự mà độ lấy, con hãy tự mà cứu lấy. Nói như thế là mình không có hiểu được những cái giáo pháp căn bản, Phật pháp căn bản, mình chưa hiểu. Khi mà Đức Phật nói như thế là bởi vì Ngài đã cho, Ngài đã chỉ, Ngài đã dạy cho những cái phương pháp. Con hãy dựa vào cái phương pháp này để mà tu tập. Dựa vào giới luật. Mà giới luật do ai chế định? Là do Đức Phật chế định. Ngài nói con hãy
lấy dấu làm thầy, dấu đó do ai chế định? Vô lẽ từ dưới đất nó chui lên ở trên trời nó rớt xuống. Đó, mình phải hiểu. Rồi nói là ô Đức Phật dạy chúng ta hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi, lấy chánh pháp làm ngọn đuốc, tự mình là hải đảo nương tựa, chớ nương tựa vào nơi nào nào khác, mà lấy chánh pháp làm hải đảo để nương tựa. Như vậy chánh pháp đó do ai khai thị nếu không phải là Đức Phật? Cho nên có một số vị lạ khi mà trình bày cái vấn đề, trình bày không có hết, không có rốt ráo, chỉ khẳng định ở một phía, cái đó gọi là biên kiến, cái đó gọi là thiên kiến, hết sức là nguy hiểm, khiến cho những người tin Phật hoang mang. Bây giờ mình đến với các tôn giáo khác thì có được cái sự cứu rỗi, còn đối với đạo Phật, coi như đạo Phật không có đồng cảm, trao cái trách nhiệm đó cho mình. Ô, ông hãy tự cứu lấy đi. Đức Phật không có khả năng cứu. Nói như thế thì làm sao người ta có cái lòng nào để mà quy hướng ở nơi Tam Bảo? Phải nói rằng là những cái cách giảng phiến diện hết sức là nguy hiểm. Nó làm tan nát tâm tư của những người có một cái đức tin trong sáng đối với Phật giáo. Mà tìm đến hỏi một cái vị đó luôn. Ô, thì về tự cứu lấy. Như vậy thì họ tìm đến mình làm gì? Mình phải hướng dẫn những cái điều mà Đức Phật đã hướng dẫn, chỉ cho họ cái phương pháp. Thì từ cái phương pháp đó họ mới tu tập. Còn mình giống như bây giờ cái người không biết bơi mà họ cầu cứu, nói ô hãy tự bơi đi, tự bơi. Nếu mà họ tự bơi được thì họ đâu có cầu cứu mình chứ. Khi mà họ cầu cứu, điều đó cho thấy là họ không có cái khả năng tự cứu. Họ muốn chúng ta cứu giúp. Dù chúng ta là một cái người chưa có biết bơi. Có một số người nói ô chưa biết bơi, làm sao mà đòi đi giúp những cái người mà đang bị chết đuối. Hiểu như thế cũng là một cái cách hiểu cục bộ. Lý do tại sao? Không nhất thiết mình phải nhảy xuống sông mình mới gọi là cái người cứu. Mình có thể thảy xuống một cái chiếc phao. Mình có thể gọi những cái nhân viên cứu hộ. Mình có thể thảy xuống một cái dây, nếu mình có, hay là một cái cây sào, để cho họ nắm vào đó. Chứ đâu phải là trong mọi trường hợp mình phải nhảy xuống sông như thế mình mới cứu. Trong lúc mình chưa biết bao thì mình sẽ thiệt mạng, và đồng lúc mình cũng không thể cứu người khác. Cái điều đó là cái điều đúng, không ai phủ nhận được. Nhưng mà ở đây chúng tôi muốn nói là không nhất thiết phải nhảy xuống sông mới gọi là cái hành động cứu cái người chết đuối, mà cứu nhiều cách, có nhiều cái cách để mà cứu. Phải có một cái hiểu toàn diện như thế thì khi mà hướng dẫn cho những người có cái đức tin đối với chánh pháp, họ không có hoang mang, họ không có đánh mất đi những gì mà vốn dĩ họ rất là tin tưởng. Có một đạo hữu đến nói với tôi, ô bạch thầy, cô nghe thầy kia nói mình hãy tự cứu lấy mình, Đức Phật không có khả năng cứu ai cả, làm cho con hết sức là hoang mang. Con tìm về nương tựa nơi Phật là vì con tin tưởng nơi Phật, một bậc đại giác có khả năng cứu độ con. Mà bây giờ con nghe vị giảng sư đó nói như thế, bây giờ con hoang mang quá, con không biết làm sao. Mà cụ thể là trong cái thờ Thọ Bát ở tại chùa Diệu Pháp, đó là một cái thắc mắc đại diện cho rất nhiều thắc mắc.
Và nếu mà chúng ta không giải tỏa những cái thắc mắc đó thì làm sao chúng ta có thể cứu gọi một ai đó hãy tin tưởng ở đó Đức Phật? Tại sao lại tin tưởng ở đó Đức Phật làm gì? Ngài không thể cứu chúng ta được, đặt cái niềm tin đó nói Ngài làm gì? Trong khi đó những cái chỗ khác họ có thể cứu mình. Trong khi Phật không cứu mình, tại sao mình lại quý y Phật? Phải là một cái điều hết sức nghịch lý hay không? Cho nên thưa quý vị, khi mà nói rằng Đức Phật không có khả năng cứu ai hết, đó là một cái cách xác quyết hết sức là phiến diện, rất là phiến diện. Như chúng tôi đã thưa, cứu ở đây nó có nhiều cái cách, nhiều cái phương pháp, chứ không phải là ai cũng có thể nghĩ chỉ có một cái hành động này, vân vân. Ví dụ như những cái cơ quan cứu lửa, những cái người lính cứu lửa, họ là chuyên nghiệp mà, họ có thể đến họ dập tắt một cái ngọn lửa nào đó ở đâu, một cái địa điểm nào đó. Thì họ là cái người lính cứu lửa, cứu hỏa. Cái điều đó là một cái sự thật không ai phủ nhận được. Tuy nhiên, có những người khác không phải là lính cứu lửa, nhưng mà họ cũng cứu. Ví dụ, họ thấy một cái ngôi nhà đang bốc cháy, họ gọi cơ quan cứu hỏa đến để cứu. Thì người đó là cái người đã góp phần để mà cứu cái cơn hỏa hoạn đó. Còn nếu mà họ không gọi, thì cơ quan cứu hỏa họ không biết làm sao mà họ tức tốc và chạy đến để mà cứu. Như thế thì vô lẽ mình phủ nhận cái vai trò của cái người gọi điện thoại để mà báo. Tôi biết ở trong cái nhà đó có 3 đứa trẻ, mà bây giờ cái ngọn lửa đang bị cháy, mà 3 đứa trẻ không thể tự mình mở cửa ra được, tôi đập cửa cũng không được, cho nên bây giờ tôi gọi cho những cái cơ quan hữu trách. Như thế thì cái người đó đã góp phần trong cái việc mà cứu lấy cái mạng sống của 3 cháu còn trẻ trong một cái ngôi nhà đang bốc cháy. Nó thưa quý vị đó, bất cứ một cái vấn đề nào chúng ta cũng phải nhìn bằng một cái nhìn toàn diện. Do vậy mà chúng tôi xin xác quyết rằng, mà sự xác quyết này dựa trên những cái nền tảng giáo lý của Đức Phật. Đức Phật có khả năng cứu độ tất cả chúng sinh. Còn nếu mình nói là Đức Phật không có khả năng cứu độ, mình đóng cái vai trò thuyết pháp để độ sanh, vô lễ mình đi phỉnh gạt, mình nói không thật, không có khả năng cứu độ mà mình đi thuyết pháp độ sinh. Như thế thì cái vai trò thuyết pháp độ sinh của mình là gì? Chả lẽ mình hơn Đức Phật, mình là một cái vị pháp sư mà mình hơn Đức Phật sao? Đó, cho nên ở đây thưa quý vị, chúng ta nghe bất cứ điều gì, bất cứ từ ai, chúng ta phải rất là cẩn trọng, đối chiếu với những lời dạy của Đức Phật, rồi suy nghĩ để xem thử cái lời người này nói có đúng không, đúng bao nhiêu phần trăm. Có thể đúng, nhưng mà đúng bao nhiêu phần trăm nữa? 1%, 2%, 3%, hay là 100%? Khi mà đúng 100%, lúc bấy giờ chúng ta mới tin đúng với những gì mà chư Phật đã thuyết giảng. Như thế thì mình sẽ không có bị hoang mang, mình sẽ không thối thất cái đức tin của mình đối với Phật Pháp. Rất tiếc là thời gian không cho phép chúng tôi đi xa hơn. Xin kính chúc quý vị vô lượng an lạc, phước huệ trang nghiêm, Bồ đề tâm mỗi ngày một tăng trưởng. A Di Đà Phật. Tùy tương thân tình trong đạo Phật, tùy khác màu.